Rồi chào mọi người nhá. Thì bộ ghế của anh Tài ở Cái Bè Tiền Giang đã xong rồi nhé mọi người. Bộ ghế này, nhưng mà hàng của một cái, những cái bộ mà hàng đặt đục tay như thế này làm rất là lâu. Anh Tài đợi trên 3 tháng đó mọi người. Mà khách hàng của một cũng đợi ấy. Đây cho mọi người coi cái mẫu đục tay nó lên rất là đẹp. Bộ là 86.900 bộ này nhé mọi người nha. Đó, nghe đục tay. Bộ này là tay 12 dáng 14. Đấy, nghe được tay. Đấy, rất là đẹp, tay 12 dáng 14. Nghĩa là cái kích thước là mình làm của bộ tay 14 nhé mọi người. Vì cái mặt này là mặt nguyên tấm 3 phân này. Chân này là chân chân 14. Đây cho mọi người khoe đi, rất mất công cứ kêu nó mộc nó sẹo. À, mọi người thấy này. Nói thiệt mọi người ấy, là ở khu làng nghề mộc, mộc nói xong nhiều clip rồi, ở khu làng nghề mộc ấy. Mộc nói là trước mộc ấy chưa có ai mà gọi là kinh doanh đồ gỗ mà đỉnh như mộc ấy đó. Mọi người biết là mộc kinh doanh mà một ngày mà chất 5-6 xe tải như thế này là mọi người biết rồi đấy. À, mọi người thấy là chỉ đơn chiều hôm nay chất đi thôi này. Đấy. Đây là có 6 khách nha mọi người nha, nhưng mà ấy, 7 khách, 6 khách. Đấy là sáng là chất mấy xe mà chưa kể nhá mọi người nha. Đấy, đây cho mọi người coi mấy đơn mắc tiền chút. Đơn này 50 triệu. Đơn này 79 triệu này. Cái này của anh Chiến ở Gò Công Đông Tiền Giang này mọi người thấy không? Đấy. Tôi lâu sâu off cho mọi người chút để mọi người biết. Mộc nói là những cái bộ ghế của Mộc ấy, cái thứ nhất là mọi người mua là không có đụng hàng. Cái hai là nếu mà bộ này Mộc bán 86.900, mọi người về dưới Tiền Giang thì mọi người ít nhất mua bộ này cũng phải 101 triệu mới có được hàng đẹp như thế này. Đây cho mọi người coi tay 12 dáng 14 này, mọi người thấy không? Đây là bộ tay 12 bình thường này. Đấy, còn đây là tay 12 dáng 14. Cái bộ này ấy là cái chân của nó là chân nó 14 phân. Chân này chân 12 này. Và cái mặt của này của nó là 3 phân này. Đấy, các kích thước này mình làm rất là bự. Các nét sơn rất là đẹp luôn. Đấy. Hàng này là hàng đặt nha, và làm tiêu chuẩn rất là cao luôn. Sang năm thì Mộc sẽ đánh về cái nước sơn ấy, sơn cho nó chất hơn nữa. Ngoài năm nay thì cứ tận thời vậy thôi. Đó. Đó, tay 12 bình thường này. Đấy nên vì những cái hàng này ấy là nó rất là độc, và nữa là hàng nó làm theo kiểu hàng đặt nó khác. Và cái chất liệu nó mắc là do cái chất liệu sản xuất nữa. Giống như là bộ này gỗ chèm rừng này mọi người, mặt số sàn đèo bộ này có 15.900 một bộ à. Do cái chất liệu của nó nhá, nó giống y hệt như là mọi người làm bằng bạc. Mộc nói như thế này làm bằng bạc đi. Đấy, thì giá nó rẻ, nhưng cái này nó làm bằng vàng. Thì nó sẽ mắc. Đó, 86.900 bộ này. Đấy, tay con nghê. Đây cho mọi người coi tay con nghê này. Nói chung là mẫu này của Mộc này đẹp cái tay con nghê này. Đấy, đặt nguyên khối 12 phân. Đấy, dàn ghế này, hai cái khớp này nó có cái khớp này. Khớp mắc luôn, mọi người ngồi vô xong rồi mọi người ngồi cái ghế. Mua bộ này xài chơi không đụng hàng luôn. Chơi khắp tỉnh Tiền Giang không sợ đụng hàng mọi người. Đó, đặc thù của Mộc vậy. Đây này, cái đôn này mọi người thấy cái đôn bộ tay 12 dáng 14 này. Cái đôn này đôn tay 12 bình thường này mọi người thấy không? Cái đôn tay 12 dáng 14 này mọi người thấy to trẻ bé lửa không? Cái hàng VIP nó rất là khác biệt nha mọi người nha. Nghĩa là mình làm theo kiểu dáng nhỏ dáng lớn thôi. Giống như cái này cũng là đôn này, tay đôn của bộ tay 12 này. Cái này cũng là đôn của bộ tay 12 nhưng mà đôn này to đùng. Đấy. À, chân 14 này. Các nét đường bo này mọi người đã. Đường bo cong này, nét đẹp. Đấy, rất là sắc nét. 86.900 mà mọi người biết là đặt không phải muốn mua mà còn có sẵn nhá. Mua và còn phải đợi 3 tháng rưỡi mới có hàng. Chứ không phải là mọi người thích đặt là có nha. Đó. Bộ này, cái chân của bộ này, từng cái nét này mọi người thấy, từng cái nét đi đường bo này rất là đẹp luôn. Đấy. Và bộ này điều đặc biệt là nó có bàn hộp đôn hộp. Mọi người nên lưu ý những cái bộ này, bộ mà tay 12 dáng 14 này mà nó có bàn hộp đôn hộp
thì nó đã lật là mộc lèm, nếu mà mộc tính giá nó đã lật là khoảng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu một bộ, so với một bộ không có bèn hộp luôn hộp nhá. Bèn hộp luôn hộp này mọi người thấy không, sơn xịt bên trong là hết này đấy. Nó có hai bên nhé mọi người nha, cho mọi người coi kỹ chút đấy, đồn sơn bên trong luôn. Cái bộ này là mặt bề mặt ghế là nguyên tấm bề thân, nó mắc tiền là bởi vì bộ mặt này nó là mặt chèn thì cái cây của nó cây lớn. Hôm bữa ăn khách của Mộc kêu là dô, kêu là cây non cây non. Mọi người tưởng tượng cái cây, người biết là cái cây này nó ở trong rừng này, cây non đấy là cây nhỏ không, cây bự. Cái cây ở trong rừng nó ra tới 70 như thế này, mọi người biết là cái này mình cắt 2 phần bìa nó, nếu mà cây của nó nếu mà ra nó phải ra khoảng 80 đến 85 mình mới cắt được cái mặt 70 như thế này. Mà cái cây mà nó 80 như vậy, đặc như vậy ở trong rừng thì nó sống cả 70-80 năm, cả trăm năm mới được cái khúc cây mặt như thế này, chứ đâu phải là dễ mà có. Mà còn cây non nó cây già, cây non là mấy cây nhỏ ấy, còn cái cây nó to chèo é lửa vậy còn kêu non đó, tại vì ăn nhìn màu mọi người, tại vì ăn kêu về màu nó không được sậm với đồ này nọ. Học kéo rồi mọi người đấy, mọi người thấy không, hàng như Mộc luôn chỉ mọi người cái hàng mà học kéo đẹp, mọi người thấy không, các góc này rất là dày, bo chè các góc luôn đấy, hàng cao cấp nha, em đúng chuẩn luôn. Và mọi người cũng nên lưu ý là đấy, đây cho mọi người coi thêm bộ bên này nữa. Tỏ rất là cao mọi người đấy, tỏ này là cao 32 và dày là 12 phân nhá, mọi người thấy coi mặt phía sau dày 12 phân. Còn những hàng bình thường thì Mộc làm dày 10 phân thôi, hàng đặc nên nó làm khác biệt. Tựa dày 3 phân rưỡi, hãy cho mọi người coi tó băng dài phía sau nè, bộ này 86.900, hơi mắc tiền chút, nên cho mọi người coi kỹ chút đấy. Hàng đục tay thì đục nó rất là lâu, và nữa là nó đục thì nó có cái nét chiều sâu hơn, nó đẹp hơn. Còn mấy bộ mà nghe đỉnh tay nghe nguyên khối này, mà mấy cái hàng đục máy ấy, Mộc hay cho mọi người coi những cái hàng bên xưởng Mộc làm ấy, thì nó chỉ có 59.900, thì những hàng ấy là hàng gọi là đẹp rồi, nhưng mà hàng này thì nó đẳng cấp hơn. Bộ nhìn rất là sang luôn. Và bộ này ấy, thì cái băng ghế dài của nó là dài 2m15, sâu là 78, cao từ đất lên trên đây là 1m32. Hai cái ghế đơn là ngang 93, sâu là 78. Hai cái ấy, mọi người. Và cái bàn này là 1m45, ngang quay là 75. Cái đôn này là 0,6 vuông à. Đấy. Và mặt của cái đây là 67, chiều dài sâu là 60. Và mặt bề mặt ghế nguyên tấm 3 phần hết nha. Đấy, đặt nguyên tấm 3 phần, bộ này giá trị bộ cái bộ mặt tó nghe đục tay và tay nghe nguyên khối. Đó, 86.900 bộ này. Rồi vậy nhá mọi người nha. À quên. Né né quẻ kéo qua cho mọi người coi mẫu này nữa. Cái mẫu này thì như lúc ấy mà coi cho mọi người coi thì cái chất liệu của bộ này là gỗ chèm rừng. Đấy. Mặt bàn mặt ghế là gỗ sen đèo, thì như Mộc nói là bộ này tay 12 bình thường thì nó chỉ thua về cái chất liệu sản xuất thôi, nhưng mà nếu mà mọi người xài bình thường thì những cái mẫu này thì mọi người xài như Mộc nói là xài khoảng 30-40 năm là vô tư, còn những mẫu gó đỏ kia thì xài cái cạnh 70-80 năm, cả trăm năm là bình thường. Đây cho mọi người coi cái chèm rừng 15.900 bộ này, mẫu này thì Mộc bén rất là chạy luôn, bởi vì giá của nó tầm trung trung á thì mọi người xài, mọi người dễ xài. Và mẫu này như Mộc nói là gỗ chèm rừng này, Mộc lên này, mẫu này của biệt xưởng Mộc lên này hiện tại là độc quyền đấy,
Như là ở khu làng nghề mộc ấy, không có ai dám, hồi trước là không có ai dám làm những mẫu chằm rừng này hết á. Đấy, nhưng mà bây giờ thì bắt đầu người ta cũng bắt đầu làm mọi người. Đấy, người ta cũng bắt đầu tiếp thu á. Bởi sao thấy mộc bên chạy á mọi người. Đó thì phải học hỏi. Mặt gỗ sen đèo đẹp không? Cái này là vân tự nhiên của gỗ nha, không phải là vân gỗ công nghiệp nha mọi người nha. Vân này vân tự nhiên. Đấy. 15.900.000 mà mọi người thấy là vân này đẹp không? Như mộc luôn luôn chỉ mọi người là coi cái vân thật, vân giả, mọi người cứ nhìn cái vân mặt trên này. Trong cong cong mọi người nhìn vân dưới. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, vân nó cong 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 lên giống như cái mặt trên luôn. Đấy, thì cái này là gỗ tự nhiên thiệt nha, chứ không phải là gỗ công nghiệp nha. À, kêu cứ là kêu gỗ công nghiệp vẽ vân lên. Bên mộc là làm gỗ gì nói gỗ đấy, là gỗ công nghiệp là mộc nói gỗ công nghiệp. Đấy. Nếu mà mình không có tài chính bình thường thì mình xài mẫu này ấy, kêu trong nhà nói là gỗ lim, gỗ sẹt, nói 5-60 triệu người ta cũng chẳng biết đâu. Rồi vậy nhé mọi người nha, chào mọi người.